Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nâng cấp những năm tóc cần có kỹ thuật là BRCI nè các bạn. Thì chương trình nâng cấp này nó có một cái riêng của nó các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click link mô tả dưới video mà trong tab chatbot nè các bạn. Rồi các bạn click share là dưới của bot nè các bạn. 81 nhớ cho bot nè các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group, kênh seller nè các bạn. Các bạn chọn sao nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn chọn tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục con follow và tờ quýt nè các bạn. Xin tờ quýt tên các bạn follow nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Và các bạn tờ quýt lại nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn có thể download cái app BRC này các bạn, thì hệ hỗ trợ cho hệ điều hành Android và iOS. Nếu bạn nào không download thì các bạn có thể đăng ký website mình nha các bạn. Rồi tiếp tục follow cái tip nè. Thì nhiệm vụ đó các bạn bỏ qua đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn sau các bạn. Xin cái tip thì bạn bấm vào son community nè các bạn. Rồi các bạn like những cái nè, bắt đắp lên nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa nè. Xin kênh YouTube nè, các bạn bấm đăng ký các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi, tiếp tục các bạn subscribe, like và share kênh YouTube nữa luôn các bạn. Rồi. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Các bạn like nè, các bạn chia sẻ, các bạn tweet nè các bạn. Rồi các bạn đăng test nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Tiếp tục follow Twitter, like và retweet nè. Xin tờ Twitter nó thì bạn theo dõi nha mấy. Rồi các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn tờ tweet nè các bạn. Các bạn đi tiếp dữ cinem của dự án này bạn. Ai cộng ai đớp. Rồi ai đớp chết nè các bạn. Rồi bấm tờ tweet nha các bạn. Sau đó các bạn mới đắp lên nè. Các bạn xôn tiếp kênh Telegram đó nè. Rồi bạn mới đắp lên bấm start. Ơi, bấm nút submit không bấm lộn, sorry các bạn nha các bạn. 87 trừ 9 là còn 79. Lấy cấp xa lại các bạn. Sorry nha các bạn. 6059. Ồ 29 chứ, 29 mới đúng chứ. Rồi, bấm submit đi tên nha các bạn. Sau đó các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Để cho bot. Sau đó các bạn gửi username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. May quá tờ nó chậm mà các bạn. Nên khó làm video quá. Gửi cho bot. Rồi, sorry. Rồi, sau khi các bạn gửi địa chỉ tại Twitter, username tại Twitter xong mình thì các bạn gửi địa chỉ đường link tại Twitter get it nha các bạn. Đường link get it chứ. Và các bạn chờ một chút xíu các bạn. Đến cái tiết đâu. Đây là các bạn trong này nè. Giờ các bạn nhấp vào các bạn. Đến cái tiết các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết các bạn gọi là chatbot nè các bạn. Sau đó các bạn submit đường link và profile từ Twitter mình nha các bạn. Rồi nó yêu cầu submit đường link và profile YouTube mình thì nhấp vào avatar của mình nha các bạn, nhấp vào kênh của bạn nè, nhấp vào ba kênh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nha các bạn, gọi là support nè. Rồi, nó có subscribe drop không bấm set. Submit what video. Rồi tiếp tục các bạn chia sẻ cái đường link các bạn đã chia sẻ video nó trên tờ Twitter của các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của các bạn ra nè các bạn. Các bạn avatar các bạn nhập cho một hồ sơ nè. Rồi các bạn đã chia sẻ cái video của nó nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè các bạn. Gửi lên cho bot nè. Sau đó nó hỏi có son có follow Twitter không mà bấm chat nè. Đi chào kiểm tra các bạn. Rồi các bạn bấm chat nha các bạn. Sau đó bấm chat luôn nha các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với
RBRCI nha các bạn. Thì các bạn click trên phần link mô tả thứ hai mình, các bạn tạo một cái tài khoản các bạn. Thì ra giao diện như thế này thì các bạn chấp nhận điều khoản. Các bạn bấm vào Create Wallet. Create New Wallet thì nó hiện ra 12 chuỗi cụm từ bảo mật. Các bạn nhớ lưu 12 chuỗi cụm từ, 24 chuỗi cụm từ bảo mật đó lại nha các bạn. Sau đó các bạn là nó ra một cái giấy các bạn. Khi nào các bạn muốn login thì các bạn dùng 12 chuỗi, 24 chuỗi cụm từ bảo mật đó các bạn login các bạn. Nó lộn hoài. Rồi sau khi các bạn tạo giấy xong thì nó ra giao diện thế này. Các bạn nhấp vào cái mục mục send, create, send là gỡ, create. Rồi các bạn nhấp vào cái hình này nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ giấy của mình các bạn. Rồi bạn copy địa chỉ giấy nè. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè các bạn. Rồi thì token này nó sẽ list sàn dự án, nó sẽ list sàn Hotbit nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh support nha các bạn. Sorry, kênh support đã bị full rồi các bạn. Đủ ngàn người. Sao nha bạn, kênh support không được thì bạn join kênh group của nó nha bạn. Rồi các bạn bấm đắp lên này. Xuống đây các bạn bấm Z đi. Ấn nút qua bot rồi bạn. I am set. Rồi các bạn nhấp vào hình này đi các bạn. Skip Airdrop nè. Rồi các bạn bấm balance đi, chết số cần mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 5 token BRC nè các bạn. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những tăng nó kiếm thêm token nha các bạn. Thì video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.